Thưa quý vị và các bạn, từ lâu, đan giọ tôm đã trở thành nghề mưu sinh của nhiều gia đình ở xã Phan Thanh, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái, góp phần giải quyết việc làm, đem lại nguồn thu nhập đáng kể cho không ít hộ dân, đóng góp vào quá trình xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế của địa phương. Thời gian này ghé thăm nhà của chị Tăng Thị Tình, thôn Râu Trang, sẽ thấy được không khí lao động rất nhộn nhịp. Một nhóm các bà, các cô và cả trẻ em, người thì trẻ tre, vót nan, người đan hom, đan giọ, tiếng cười nói rôm rả. May có cái nghề này để kiếm thêm thu nhập cho gia đình. Mong là cái nghề này cứ duy trì như thế để cho nhà và cả làng ai cũng có việc làm. Cũng gắn bó với nghề đan giọ tôm hơn 30 năm nay, với bà Hoàng Thị Máy, 71 tuổi, thôn Rầu Trang, thì đan giọ tôm là công việc cho thu nhập chính trong gia đình. Hiện trung bình mỗi tháng, bà đan được trên 400 giọ tôm, cho thu nhập khoảng 2 triệu đồng trên một tháng, cao hơn nhiều so với trồng lúa. Thì tôi cũng cảm thấy nó phù hợp với sức khỏe người già ấy. Những ngày mưa, ngày nắng, rồi không đi làm được ấy, thì ở nhà thì mình đan thôi. Xã hiện đã thành lập các tổ hợp tác đan giọ tôm, các hộ trong tổ liên kết với nhau trong sản xuất tiêu thụ sản phẩm giọ tôm. Đến nay, toàn xã có 151 hộ tham gia. Qua thống kê của Ủy ban Nhân dân xã Phan Thanh, trung bình mỗi năm, số lượng sản phẩm của làng nghề đạt hàng triệu sản phẩm, tổng doanh thu đạt trên 3 tỷ đồng, thu nhập bình quân đạt 6 triệu đồng một hộ một tháng, bình quân mỗi lao động đạt 2 triệu đồng một tháng. Thị trường không chỉ đáp ứng cho tỉnh mà còn tiêu thụ rộng rãi ở các tỉnh Hòa Bình, Sơn La. Cái nghề đan giọ tôm này đã mang lại cho thu nhập cho các hộ gia đình, và bên cạnh đó là đã mang lại cái sự phát triển về kinh tế xã hội cho địa phương. Kể từ khi xuất hiện cho đến lúc nổi tiếng, những chiếc giọ tôm đã có mặt ở đất Phan Thanh hơn 30 năm. Những chiếc giọ tôm là kết tinh của sự cần cù và sáng tạo của những con người miền núi, bỗng một ngày thấy mình trở thành dân sông nước. Sản phẩm thủ công độc đáo ấy cũng trở thành một niềm tự hào của người dân nơi đây.